bán hàng online trên Facebook. Mới đây, người đứng đầu Facebook, Mark Zuckerberg, cho biết tầm nhìn của ông đối với trang truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới là tập trung vào quyền riêng tư và tuyên bố triển khai tính năng Why am I seeing this post? Tại sao tôi nhìn thấy bài viết này? Tính năng này ra đời nhằm đảm bảo cho Facebook có một tương lai minh bạch hơn sau nhiều sóng gió về các vụ dò dỉ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian qua. Tại sao tôi thấy bài viết này? cho phép người dùng kiểm soát những gì mình nhìn thấy từ những bài đăng của bạn bè, trang, nhóm xuất hiện trên Newsfeed, bảng tin và cách sắp xếp các bài viết trực tiếp trên ứng dụng. Tại sao tôi thấy bài viết này có trên menu thả xuống ở góc bên phải của bài đăng? Cụ thể khi click vào menu, một loạt menu ngữ cảnh khác xuất hiện theo giúp cho người dùng có thể chọn lựa cách bảng tin xuất hiện, trong đó có lối tắt dẫn đến tùy chọn kiểm soát. Ví dụ như xem đầu tiên, bỏ theo dõi, tùy chọn bảng tin và lối tắt quyền riêng tư và một số lựa chọn khác. Xem ảnh minh họa bên dưới. Tại sao tôi thấy bài viết này đã được Facebook triển khai dần dần từ ngày 17 tháng 5 và phổ biến trên diện rộng cho tất cả người dùng Facebook trên toàn thế giới vào cuối tháng 5 năm 2019? Theo tin của tờ Engadget, tờ báo công nghệ nổi tiếng của Mỹ, những thay đổi trong thuật toán với bảng tin, Newsfeed của Facebook theo hướng tập trung hơn. Cụ thể, Newsfeed mới ưu tiên những người bạn thân nhất của người dùng và những liên kết mà người dùng thấy phù hợp. Việc thay đổi này dựa trên kết quả khảo sát mà Facebook bắt đầu thực hiện từ năm ngoái. Mạng xã hội đã tiến hành khảo sát với hàng trăm ngàn người dùng và kết quả này giúp Facebook nắm bắt được những điều gì thực là có giá trị với từng người dùng ở cấp độ cá nhân hơn và chi tiết hơn. Thông thường, cách Facebook phòng đoán một người bạn thân của người dùng chủ yếu dựa vào tần suất xuất hiện ảnh cùng nhau hoặc có lượng comment, bình luận hay reaction, phản ứng cảm xúc nhiều nhất với các post, bài đăng của người dùng. Thay đổi đổi gần đây đã hạn chế bớt những phòng đoán này theo cnet facebook sẽ xác định điều này thông qua câu hỏi mà họ sẽ gửi cho bạn theo đó bên cạnh việc dựa trên các bài đăng bạn tương tác thường xuyên facebook sẽ bắt đầu khảo sát người dùng về những người mà họ thân thiết nhất tổng hợp các thông tin này facebook sẽ đưa ra thiết lập thuật toán tự động thực hiện các quyết định trên sau đó gửi tất cả những điều này vào hệ thống và cuối cùng chỉ hiển thị những thông tin mà người dùng muốn xem theo như facebook kết quả cuối cùng sẽ là các bài đăng từ những người mà bạn quan tâm hiện diện ngay đầu newsfeed của bạn ngoài ra Newsfeed sẽ được cập nhật để có thể hiển thị tốt hơn nội dung mà Facebook cho rằng người dùng sẽ quan tâm nhiều nhất. Trước đó, theo The New York Times, tại hội nghị nhà phát triển F8 thường niên diễn ra hồi đầu tháng 5 năm 2019, Mike Schoeffer, giám đốc công nghệ Facebook, cho biết Facebook đang đầu tư mạnh vào AI để lọc sạch nội dung. Cụ thể, Facebook sẽ sử dụng công nghệ mới mẻ này để loại bỏ bài đăng hoặc quảng cáo mà họ không muốn người dùng nhìn thấy, để phát hiện các nội dung này nhanh chóng. Facebook cải thiện kỹ thuật học có giám sát. Với việc Facebook tiếp tục điều chỉnh lại news feed theo hướng tập trung hơn thông qua các thuật toán, những người bán hàng online trên Facebook trong thời gian tới có thể sẽ gặp phải khó khăn hơn khi mức độ hiển thị các post và tương tác với khách hàng bị hạn chế. Quốc tiệm, tổng hợp